với chủ đề Hợp tác phát triển thành công, triển lãm quốc tế về sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Triển lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Adpec tổ chức. Với hơn 300 gian hàng của 150 doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, triển lãm là nơi hội tụ những sản phẩm công nghệ hiện đại tiên tiến như Big Data, Internet of Things, Cyber Security, ITS, VNPT HIS. Triển lãm cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, nhận định thực tế tình hình phát triển viễn thông công nghệ thông tin ở Việt Nam, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo xu hướng thế giới và phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.